Thiên Hoàng mời các bạn nghe phần 7 Nước mắt trước cơn mưa. Đại sứ Graham Martin bước luẩn quẩn với cái rọ trên đầu. Cho đến 1975, Việt Nam không đáng để Hoa Kỳ tốn thêm sinh mạng nữa. Lẽ ra Hoa Kỳ đừng nên gửi quân tham chiến. Tôi đã chống giải pháp này. Khi làm đại sứ ở Thái Lan, tôi cũng chống lại việc gửi cố vấn sang Thái. Và tôi đã phải đương đầu 4 năm trời ròng rã với Robert McNamara để giữ chiến tranh khỏi lan tràn vào đất Thái. Miền Tây Bắc Thái Lan lúc ấy cũng giống như là giai đoạn đầu ở Đông Dương, đã có những cuộc nổi dậy, nhưng tôi nhất định chủ trương. Chúng ta chỉ cần yểm trợ cho chính phủ, không gửi quân chiến đấu, cố vấn cũng không, vì lẽ bên hàng ngũ đối phương không có một bộ mặt da trắng nào. Chắc chắn chúng ta không nên gửi nhân viên quân sự xuống đến cấp dưới tiểu đoàn. Một ký giả ở nơi nào đó tại vùng Trung Tây nước Mỹ tên là Paul Harvey từng mỉa mai có một đại sứ ở Thái Lan trình độ chỉ đáng đưa đi làm đại sứ ở hòn đảo Johnson, nghĩa là một hòn đảo 1.000 bộ chiều dài, 50 bộ chiều ngang, không thể lớn hơn cỡ ấy. Chỉ vì tôi đã không cho phép người Mỹ mang súng, ngay cả ở trong căn cứ cũng vậy. Đúng, tôi giữ quan điểm và chấp nhận rủi ro, vì lẽ chỉ cần một vụ phục kích xảy ra là công luận sẽ đưa tôi ra mà cắt họng. Nhưng tôi đã bẻ gãy các vụ nổi dậy, cũng không để xảy ra một vụ tàn sát Mỹ Lai nào. Tôi đã thành công. Nhưng ở Việt Nam, McNamara và nhóm quân nhân đã áp dụng đường lối của họ, và một khi quân đội chúng ta đã được gửi sang bên ấy, chúng ta không muốn thấy quân đội thất bại. Và rồi cho đến 1975, còn một vấn đề quan hệ nữa vẫn phải đặt ra, đấy là lời hứa của chúng ta. Liệu chúng ta có giữ lời hứa và giữ lời cam kết của chúng ta hay không? Vụ tấn công Ban Mê Thuộc và quyết định rút quân ở cao nguyên của Thiệu làm tôi hoàn toàn kinh ngạc. Vào giai đoạn này, Tổng thống Thiệu yên chí rằng một vài người Mỹ thường hở cho báo chí biết tin, rồi tin tức lọt sang các nhóm chủ hòa, cuối cùng lọt sang đối phương. Không rõ ai đã thuyết phục ông như thế, nhưng suốt thời gian này, ông không cho chúng tôi biết gì nữa. Chúng tôi chỉ còn dựa vào tin tình báo để theo dõi hành động Bắc quân. Nhưng các tin tức này không phải lúc nào cũng chính xác. Thời gian này tôi về Hoa Thịnh Đốn để cố xin viện trợ cho Nam Việt Nam. Trong chuyến về Mỹ tháng 3 cùng với phái đoàn quốc hội, tôi đã yêu cầu những người có thẩm quyền quyết định chính sách riêng cần phải chuẩn bị vấn đề tị nạn. Xin hãy sắp xếp mọi thứ liên hệ cho người tị nạn ngay. Nhưng rồi chẳng ai lo liệu gì cả. Trong buổi họp cuối tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn vào tháng 3 năm 75, Kissinger bảo, ông á, phải trở lại đấy, vì dân Mỹ cần có một người để trút hết các trách cứ lên đầu. Thực vậy, người Mỹ chúng ta vẫn có cái thói ấy và luôn luôn như thế. Cho nên tôi bảo, ông á, hãy nhớ hộ một điều. Đối với mọi chuyện ở Việt Nam, tôi là người duy nhất liên hệ đến toàn thể nội vụ, mà tuyệt đối chẳng có áp lực để làm bất cứ một quyết định nào hầu tránh khỏi các phê bình chỉ trích. Tuyệt đối chẳng có cách gì tôi thoát việc nhận lãnh trách nhiệm sụp đổ Sài Gòn. Cái gì cũng đổ cho tôi từ đầu đến đuôi. Vậy tôi sẽ không thích dính dáng bất cứ chuyện gì khác ngoài một chuyện duy nhất hợp lý vào lúc này. Đó là mang người Mỹ sống sót ra đi an toàn. Mang những người bạn Việt Nam liên hệ với chúng ta đi khỏi càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ làm như vậy. Và tôi sẽ không để cho ai thúc bách gì, ngoại trừ trường hợp ông giải nhiệm tôi. Rồi tôi quay lại Việt Nam. Đối với người Việt, tôi không có mối liên hệ riêng tư, bất kể là người Bắc hay là người Nam. Tôi chẳng đặc biệt thích một người Việt nào. Tôi yêu mến người Thái. Tôi nghĩ họ là một giống dân kỳ diệu nhất thế giới. Tôi thích một số đông người Tàu, nhưng tôi đặc biệt không thích người Khmer. Tôi không thích người Lào, tôi không thích người Mã Lai,
Tôi thích người Nam Dương. Tôi có một đứa cháu trai chết ở Việt Nam từ đầu cuộc chiến. Nhưng việc này tôi chỉ oán trách thủy quân lục chiến Mỹ đã không chịu gắn lá chắn thép dưới gầm trực thăng trước khi tung nó ra một chiến trường mà bên dưới đầy súng đại liên 50. Nói như thế là để hiểu rằng sự cam kết của tôi đối với người Việt không quan hệ gì đến cái chết của cháu tôi, cũng chẳng dính dáng gì đến cảm tình riêng tư nào của tôi đối với người Việt Nam. Đối với tôi, vấn đề thuần túy phải đặt ra là chúng ta đã tuyên bố một lời hứa, mà khi đã hứa mà lại bội hứa thì chúng ta sẽ có ngày phải trả một cái giá đắt khôn lường ở khắp mọi nơi trên cái thế giới máu me tàn khốc này. Khi trở lại Việt Nam, một người đã đến gặp tôi là Ed Daly bên hàng không World Airways. Anh ta đeo súng lủng lẳng bước vào phòng. Tôi yêu cầu bỏ súng ra để bên ngoài. Thấy anh ta ngần ngừ, tôi kêu thủy quân lục chiến đưa ra ngoài tước súng. Hắn trở vào lại, ngồi xuống nói với tôi: "Ông có biết không, mấy người Việt Nam á, họ bảo nếu mà tôi cất cánh ra Đà Nẵng á, họ sẽ bắn hạ tôi. Ông sẽ làm gì?" Tôi đáp: "Vỗ tay hoan hô chứ sao. Ông cho ông là cái thá gì? Ông chúi trong cái lỗ đục dưới đất, đến cái đít của ông cũng cóc dòm ra. Ông không biết một cái đếch gì ở đây cả." Sau đó, tôi với anh ta không bao giờ nói chuyện gì thêm. Anh ta cũng không bao giờ trở lại tòa đại sứ nữa. Tôi gửi Harry Summer ra Hà Nội trong tháng 4. Chúng tôi vẫn có chuyến bay ra Hà Nội là để chuyên chở người thuộc Ủy ban Liên hợp quân sự ở căn cứ Davis. Đề đốc Gaylor phản đối, nhưng tôi nhất định gửi người đi. Tại sao? Tại vì bây giờ ở đấy có một việc mà không một ai biết ngoại trừ tôi và Wolf Lehman, phụ tá của tôi. Việc ấy là chuyện đi lại của Brezhnev và Kissinger với Hà Nội. Vì theo như Leonid Brezhnev, Hà Nội đã đồng ý ấn định thời hạn cho chúng tôi rút, hạn chót là ngày 3 tháng 5. Đó là một thỏa thuận. Tôi có nói với Kissinger tôi cần 2 tuần. Kissinger cho biết ông đã thông báo cho Hà Nội và Hà Nội đã chấp nhận. Bắt buộc phải chấp nhận luật chơi thôi. Lỡ cái sẩy nảy ra cái ung thì tôi cũng đành phải chịu. Người ta bảo máy bay có thể bị hạ, nhưng tôi nhất định cho đi. Vì thế chúng tôi bốc người ở căn cứ Davis và Summer đã đưa họ ra Hà Nội, ngồi xuống mà thảo luận với người Việt Nam. Chúng tôi muốn nói chuyện thẳng với người Việt Nam là chúng tôi chấp nhận thi hành phần chúng tôi trong cuộc mà cả của Kissinger và Brezhnev. Họ sẽ để chúng tôi yên. Tôi tính là chỉ cần đến ngày 1 tháng 5, không cần đến ngày 3 tháng 5. Tôi không muốn quá ngày ấy. Đâu chừng một tuần trước ngày sụp đổ, tôi gửi một điện văn. Lúc ấy Hoa Thịnh Đốn bắt đầu tỏ ra bực bội. Tôi nói, điều duy nhất ở đây chúng tôi có là sự điềm tĩnh của tôi, là khả năng phán đoán tình hình của tôi. Thực sự chúng tôi không còn gì khác. Bây giờ chẳng có gì để mất nữa cả, vì tôi đang bước đi luẩn quẩn với cái rọ úp trên đầu rồi. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu từ chức. Tôi không thuyết phục ông rời xứ. Chính người kế vị của ông đã gọi tôi, bảo Thiệu vẫn ở trong dinh Tổng thống, làm ông khó cựa quậy. Đó là cách lịch sự để bảo tôi rằng Thiệu vẫn tiếp tục gặp gỡ các tướng lãnh. Ông hỏi tôi có thể giúp đưa Thiệu đi không? Tôi trả lời tôi sẽ giúp nếu ông Thiệu yêu cầu. Sau đó chừng 15 phút, Thiệu điện thoại nhờ tôi đưa ông ra khỏi xứ. Bây giờ tôi lại phải đương đầu một vấn đề khác. Nên sử dụng quân đội Mỹ để lo việc này hay không? Như thế là gây rắc rối cho Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ, gây rắc rối với người Bắc Việt và máy bay có thể bị hạ. Tôi đã yêu cầu quân đội đưa đến Sài Gòn một máy bay 4 động cơ, bấy giờ cất ở Thái. Và tôi giao việc này cho Polger,
thay vì cho quân đội lo. Bên quân đội biết máy bay đến, nhưng họ không rõ sử dụng vào việc gì. Tôi hy vọng bên quân đội sẽ không biết việc chở Thiệu ra khỏi xứ, cho đến khi đưa ông ta vào được tàu bay. Đây là tôi muốn nói quân đội Mỹ. Đặt quân đội Việt Nam sang một bên. Vì thế tôi bảo Polger cho Frank Snip lái xe vào căn cứ quân sự, lên phía trên chỗ máy bay đậu một chút, rồi tôi đưa họ vào máy bay. Trước đấy, Charlie, Tim và tôi đã đi gặp Nguyễn Cao Kỳ. Tim có hẹn với Kỳ, nên tôi bảo Tim, rồi để tôi đi cùng với ông. Hai chúng tôi lái chiếc xe Volkswagen nhỏ của Tim. Chuyến đi hơi rợn tóc vì thành phố đã bắt đầu hỗn loạn. Tất cả chủ đích chuyến đi là để bảo cho họ biết rằng một cú đảo tránh máu me sẽ không phục vụ bất cứ một cái gì cho cõi trần gian xanh tốt này, ngoại trừ một việc phục vụ cho cái tôi của Kỳ. Có thể ông ta đã suy đoán được để hiểu rằng thời điểm của ông ta không đúng lúc. Và mục đích của tôi là chỉ muốn ông ta bỏ cái ý định ấy đi. Tôi để cho các người khác làm việc với ông ta. Tôi dặn họ, đừng để ý gì nhiều đến ông ta cả. Nếu có một nhân vật biết được ngọn ngành mọi việc, mọi trò của những người ở đấy, thì chính là tôi. Nhưng vào giờ phút cuối, có những người khác nữa, làm gì thì chịu. Tôi không biết đích xác cho nổi. Một ông đã gây rối cho tôi như thế lại chính là một bạn tốt mà đến nay tôi vẫn thích, đó là Erich von Marbach. Erich von Marbach đến từ Bộ Quốc phòng. Ông ta cho không quân Việt Nam bay đi vài chiếc F-5 của họ sang Thái. Chuyện này là trái lệnh tôi. Một mặt chả quan hệ gì, nhưng mặt khác lại vô cùng hệ trọng. Bởi vì tôi đã yêu cầu Kissinger một thời hạn, tôi nói là 2 tuần. Chúng tôi cố mang đi tất cả các nhà thầu, công tác quốc phòng, mà chúng tôi không thể rõ hết là những người ấy ở những nơi nào. Không thể bỏ họ lại mà đi. Đó là lúc cần đòi hỏi sự chậm rãi, sự thận trọng. Cho nên việc Erich von Marbach thuyết phục tướng Trần Văn Minh cho mấy cái phi cơ bay sang Thái là một lỗi lầm rất lớn. Nó làm người Thái e ngại, rồi những người đưa phi cơ sang bên ấy lại bị giấu giếm. Họ không được báo trước rằng sau đó họ sẽ không được phép trở về với gia đình. Để làm họ dịu xuống, người ta phải phục thuốc cho họ. Và chính những người này đã gây rối khi đến Guam. Lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải tống cổ Van Marbert từ 2 ngày trước. Đáng lẽ tôi cũng phải tống cổ cả Polga đi. Hắn không biết trời đất gì, hắn không xứng đáng điều khiển cơ quan tình báo ở đấy. Hắn muốn chơi trội cùng với gã Malcolm Brown bên tờ Time và các ông bạn hung gia lợi của hắn bên Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến. Rồi cả William Colby lẫn Kissinger đều nói lại với tôi việc ấy. Và tôi đã nói với Polger rằng nếu anh cứ tiếp tục làm những chuyện như thế, tôi sẽ cắt 2 hòn giấy. Nhét vào lỗ tai của anh 1 hòn. Jim Keane đã nghe tôi nói với hắn như thế trong cầu thang máy. Tôi không có gì để ân hận nhiều ngoài việc ân hận đã không tống cổ cả Polga lẫn Van Marbert từ sớm. Họ đi hay ở cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ có một khác biệt trầm trọng mà sau đó tôi khám phá ra khi đọc tấm điện văn của các tướng Bắc Việt. Họ nghĩ việc đưa mấy chiếc phi cơ sang Thái là chúng tôi nuốt lời hứa với họ. Chúng ta đã nói chúng ta sẽ không mang các chiến cụ đi. Chúng ta chỉ muốn họ để chúng ta yên ổn ra đi trong trật tự. Vì họ nghĩ chúng ta nuốt lời, hôm sau họ pháo kích phi trường, giết mất vài thủy quân lục chiến của chúng ta. Vì vậy đến lúc tôi phải hạ lệnh trực thăng vận, đây là lúc mọi sự bắt đầu bung ra. Tôi vào Tân Sơn Nhất xem xét sau khi xảy ra vụ pháo kích hơn 30 năm trước. Tôi đã là đại tá không quân, bổ nhiệm từ 1936. Nên những chuyện phi cơ, cái gì bay được, cái gì không, tôi nắm trong lòng bàn tay. Tôi đã là tư lệnh phó Sư đoàn Thái Bình Dương thời đệ nhị thế chiến, kiêm chỉ huy quân báo. Việc gì tôi làm cật lực, tôi nắm vững, tôi biết rõ.
Buổi sáng 29 tháng 4 hôm ấy ở phi trường Tân Sơn Nhất, họ bảo tôi máy bay không đáp xuống được. Chuyện này vô lý lắm. Ra tận đấy quan sát, tôi vẫn thấy chuyện họ nói chả nghĩa lý gì. Người ta chỉ cần vác một cái xe jeep quần ra phi đạo 30 phút là dọn sạch mọi thứ vụn vặt. Nhưng lúc ấy, quả là bên quân đội Việt Nam bắt đầu rối loạn. Chỉ huy cao cấp đã chạy, Tân Sơn Nhất không còn chỉ huy nữa. Trong tình trạng này, nếu máy bay đáp xuống là bị tràn ngập bởi đám đông vô kiểm soát. Chúng tôi cần dựa vào quân đội Việt Nam để di tản trong vòng trật tự, và chúng tôi cũng đã hứa với họ phút cuối sẽ bốc họ đi. Nhưng đến giây phút ấy, không còn có sự bảo vệ của họ nữa. Vì Tân Sơn Nhất hết bảo đảm được an ninh cho máy bay có cánh đáp xuống, nhưng khu vực văn phòng tùy viên quân sự hãy còn hệ thống phòng thủ tốt. Chúng tôi bèn cho trực thăng đáp xuống khu này thay vì Tân Sơn Nhất. Tôi liên lạc với hạm đội và với sự khẳng định của Hoa Thịnh Đốn, tôi nói với mọi người, tôi nói với rất nhiều người Việt là chúng tôi không thể bảo đảm di tản tất cả quý vị. Nhưng nếu quý vị có thể dùng thuyền ra khơi thì chúng tôi vớt. Chúng tôi đã có tàu đậu ngoài khơi 3 ngày ròng rã để vớt người đến khi tàu chật ních. Khi sĩ quan chỉ huy quân y cho biết nếu cứ tiếp tục có thể bị bệnh dịch đe dọa, lúc ấy chúng tôi mới cho tàu đi. Tôi cũng ra lệnh cho 2 máy bay tại căn cứ Clark đáp xuống Vũng Tàu để bốc gia đình lính thủy quân lục chiến Việt Nam. Đề đốc Gaylor phản đối, nhưng tôi gạt đi. 2 chiếc máy bay đáp xuống, hoàn tất việc bốc người trong vòng 15 phút, rồi thẳng cánh bay qua Clark. Từ giờ phút ấy, thủy quân lục chiến thuộc quyền điều động của tôi. Họ phụ trách bảo vệ trong trường hợp chúng tôi cần di tản ra từ bãi biển. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương không có nhiệm vụ di tản người từ bãi biển ra. Từ nhiều tuần trước, ngay việc đáp phi cơ trinh sát xuống, họ cũng không chịu. Nhưng chúng tôi vẫn cứ làm. Đấy, tôi phải đối phó công việc với những cách thức như vậy. Còn về câu chuyện cây me, thật là một câu chuyện vô nghĩa. Hạ cái cây xuống cũng là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Cây me này chả mang một biểu tượng gì. Về chuyện này, mục đích là tôi cố giữ cho Sài Gòn một bộ mặt yên tĩnh. Phải tránh mấy chuyện rối loạn đã từng xảy ra ở Đà Nẵng, Nha Trang. Ngoài ra, quỷ thần ạ, cần gì phải chặt cái cây ấy để lấy chỗ cho trực thăng? Nên tôi bảo, để cái cây ấy yên đi. Đơn giản thế thôi, khi cần phải chặt thì chỉ 10 phút là xong. Cuối cùng mọi sự cũng đã xảy ra y như vậy. Chúng tôi không muốn có một hành vi bộc lộ rằng chúng tôi đang thua chạy để Sài Gòn phải nháo nhào lên. Cái cây này tuyệt nhiên không có biểu trưng gì cho sự có mặt của người Mỹ. Nhưng về một phương diện thì Jim Keane cũng có lý khi nói vậy, bởi vì nó là cái dấu hiệu vật chất cho thấy chúng ta sắp rời đi, nên tôi phải che đậy. Việc tôi giữ cái cây chẳng có cái ý nghĩa thâm thúy gì, như đó là biểu tượng cam kết của chúng ta cả. Vào những giây phút chót, có nhiều việc không thể làm ngơ. Về những việc này, Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger đáng phải lãnh điểm xấu. Ông ta tỏ ra ngu xuẩn, nhiều phần trong con người ông luôn luôn như vậy. Chúng tôi có một gã tên là Stuart Harrington, làm dưới quyền đại tá Madison. Gã này đang giúp việc xếp người vào trực thăng trong sân tòa đại sứ. Gã có biết cái gì hơn là xếp người. Nhưng khổ nỗi, gã là cái thứ mà mồm loa mép dải. Đáng lẽ biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đằng này ai hỏi gì, gã cũng trả lời láo liếu. Vì thế, khi các phi công bay vào, họ muốn hỏi tôi còn phải chở bao nhiêu người nữa, thì gã Harrington mau mồm nói 2.000 hoặc là 2.500 nữa. Ông đề đốc Noel Gaylor ở ngoài hạm đội dãy nảy như gái ngồi phải cọc. Chở nhiều quá, lỡ xảy tai nạn, ai gánh đây? Ông ấy là người phụ trách công tác. Ông bèn áp lực khủng khiếp mà thúc chúng tôi di tản người Mỹ, di tản người Mỹ. Di tản người Mỹ xong là đi quách đi, bỏ những người khác lại. Chuyện này không được. Đây là chuyện mà tôi từ chối. Brent Scowcroft đã hứa với tôi rằng sẽ có 50 chuyến trực thăng người Việt và Đại Hàn mà chúng tôi cam kết.
Chúng tôi đã đếm kỹ lưỡng số người khi kéo họ qua bức tường, lọt vào tòa đại sứ. Nhiều người là những nhân vật trọng yếu, có người là bộ trưởng chính phủ. Tất nhiên chúng tôi không có ý định mang họ vào, rồi bỏ họ mà đi. Khốn thay, lời nói của gã Harrington với viên phi công được chuyển tới ông đề đốc, rồi chuyển tới tư lệnh Thái Bình Dương. Lời nói ấy chuyển vòng đến bộ trưởng quốc phòng Schlesinger ở Ngũ Giác Đài. Các tướng tham mưu hối thúc Schlesinger rằng hễ cứ hỏi là lúc nào Martin cũng bảo còn 2.000 nữa, bất kể đã chở được bao nhiêu, cứ cái đà này đến phút chót cũng vẫn còn 2.000. Trong công tác bê bết máu lửa này, dựa trên lời hứa của Scout Crop, chúng tôi đã phải thực sự tính toán cẩn thận. Cứ mỗi chuyến 90 người, ông ấy là cố vấn an ninh của Tổng thống. Không tin ở ông thì tin vào trời đất quỷ thần nào nữa. Thế rồi đột ngột, họ gửi điện văn ra bảo, chấm dứt. Chuyến trực thăng kế tiếp đến, xin ông đi cho. Tất cả chỉ vì gã Harrington này. Và sau đó anh ta lại viết sách, rồi trở nên một đại anh hùng. Tôi cũng lấy làm phiền về viên chỉ huy an ninh tòa đại sứ, người lãnh trách nhiệm di tản cảnh sát Việt Nam. Tôi đã giữ riêng cho họ hai cái tàu trên sông, nhưng ông ta cứ lằng nhằng muốn đưa họ ra đi sớm. Phía tướng tá Việt Nam báo cho tôi biết không cách gì có thể duy trì trật tự trong thành phố nếu tôi rút cảnh sát Sài Gòn đi. Vì thế tôi bảo ông ta khoan lại, đợi đến 3 giờ trưa hãy đi. Ông ta bực bội chỉ muốn làm theo ý riêng của mình. Nhưng ông ta cũng đợi được đến 3 giờ trưa, rồi cho cảnh sát lên tàu di tản cùng với gia đình họ. Tôi không có gì để than phiền nhiều về chiến dịch di tản này, vì Tổng thống và Kissinger đều đứng bên tôi, hỗ trợ tôi cho tận giây phút cuối cùng. Tôi không bảo chiến dịch ấy hoàn hảo, nhưng khi duyệt xét lại, tôi có quyền hỏi, ai có thể làm khác hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy? Khi rời tòa đại sứ, tôi biết đấy là giây phút lịch sử, chắc chắn như vậy. Nhưng trước đây tôi từng hỏi Hoa Thịnh Đốn, chúng ta có sự lựa chọn, trong sự lựa chọn đó cần phải hỏi, sau tôi còn những việc gì sẽ xảy ra? Đối phương sẽ lấn chúng ta hơn nữa ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cần phải giữ những lời cam kết của chúng ta. Trong lúc trực thăng bay, tôi nghĩ chúng tôi đã rũ bỏ xong. Chúng tôi đã kinh qua biết bao việc, chúng tôi đã mang hết được người Mỹ đi và mang hết người Mỹ ra đi. Đó là trách nhiệm chủ yếu của chúng tôi. Chúng tôi cũng mang được một số lớn người Việt trong khả năng chúng tôi. Đáng lẽ chúng tôi nên mang đi nhiều hơn nữa. Chúng tôi đáng lẽ phải mang 400 con người cuối cùng ấy ra đi, nhưng rất tiếc chỉ vì sự lôi thôi đã xảy ra trong lúc rối loạn như thế thôi. Tôi nghĩ người Mỹ có quyền hãnh diện về chiến dịch di tản. Phần tôi tuyệt đối chẳng có gì dính líu đến những chuyện phải xin lỗi cả. Tôi đã nhận lãnh nhiều trách cứ về vụ Việt Nam. Chính vì thế mà rất lâu sau, đợi cho mọi thứ lắng xuống, tôi mới ra trước Quốc hội để mọi người đứng lên lãnh trách nhiệm và nhận lỗi của mình. Và họ đã làm như thế. Dẫu sao tôi cũng có nhiều điều thích thú. Tôi không bao giờ lo rằng mình có thể bị giải nhiệm. Tôi đã tính nếu bị sa thải thì sẽ về ngồi với cái máy chữ mà viết. Áp lực của nhóm chủ hòa đã áp đặt trên hệ thống giáo dục và sự mù quáng của cái chủ trương đừng làm một cái gì có thể gây tranh luận hoặc là bị tấn công đã có khuynh hướng chế ngự hệ thống giáo dục chúng ta. Do đó các nhà xuất bản sách giáo khoa hoặc là giả lơ chuyện Việt Nam hoặc chỉ mô tả sơ sài nhạt nhẽo chẳng giúp cho ai có thể hiểu sự thực thế nào. Điều này đáng tức cười. Bởi vì về một phương diện khác, nó lại là điều tốt. Thỉnh thoảng nói chuyện với sinh viên, tôi nhận ra đa số chẳng những không hiểu biết gì mà còn cực kỳ ngây thơ về chuyện Việt Nam. Nhưng chính vì thế, họ lại có thể tìm hiểu vấn đề với một quan điểm hoàn toàn khách quan. Chính vì thế họ trở thành nhóm người duy nhất tại nước Mỹ có thể nhìn mọi sự với quan điểm khách quan ấy. Nhưng vì vậy, khi thấy được những sự kiện phô bày đầy đủ, rõ rệt trước mắt, họ bực tức vì họ đã bị bưng bít, do đã bị từ chối trong việc tìm hiểu và đã chỉ được đọc một phần của cả vấn đề. Hiển nhiên, sau này các sử gia sẽ đào sâu mở rộng hơn.
Có lẽ họ sẽ đối xử rất tử tế với tôi, có lẽ còn tử tế hơn cả sự xứng đáng của tôi. Dầu vậy, chúng ta hãy còn biết bao nhiêu chuyện trời đất mà những chuyện ấy vẫn chưa từng được kể hết ra. Các bạn vừa nghe xong phần 7. Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 8. Thật sự ra đọc với cuốn sách này, Thiên Hoàng mới thấy là có nhiều điều che giấu ở bên trong mà mình không hề biết. Chẳng hạn như là ông này nè, ông nói là ông đã bay ra ngoài Bắc để rồi là nói chuyện với ngoài Bắc là cho một thời gian để mà người Mỹ rút đi. Thế các bạn thấy không? Người ta đi đêm với nhau mà trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa mình không biết gì hết. Cho nên qua cái quyển sách này mình biết nhiều vấn đề mà nằm ở trong bóng tối và đến bây giờ mới được ra ánh sáng. Cho nên Thiên Hoàng rất là thích cái quyển sách này. Bây giờ thì Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong phần 8.